phần 3 và phần cuối cùng của series phim Maze Runner đã đến. Và đó cũng là kết thúc cho một franchise nữa thuộc thể loại Young Adult, hay dịch ra tiếng Việt là người lớn trẻ. Đây là một thể loại đã rất hot trong một thời gian dài và cho chúng ta những series phim rất thành công như Harry Potter và cả những series không thành công lắm như Divergent khi nó đã phải chuyển sang màn truyền hình sau thất bại quá lớn tại phòng vé của phần thứ 3. The Death Cure, hay theo tên tiếng Việt là Lối thoát tử thần, là phần thứ 3 và cuối cùng của series Maze Runner. Vì vậy, trong video review này, tôi sẽ coi như các bạn đã xem và biết câu chuyện của hai phần trước rồi. Còn nếu các bạn chưa xem hai phần đầu thì các bạn hãy xem nó đi, hoặc xem video tóm tắt hai phần đầu mà phê phim đã ra ngay trong tuần này, vì trong video này tôi sẽ tiết lộ nội dung của cả hai phần này đấy. Còn về việc là phần 3 này có đáng xem hay không thì tôi sẽ đi vào ngay đây, nên hãy nán lại đến hết video này để nghe những suy nghĩ của tớ về cả 3 phần phim này nhé. Cả 3 phần phim đều được dựa trên 3 phần tiểu thuyết cùng tên của tác giả James Dashner. Trong phần 1, chúng ta đã được chứng kiến nhân vật chính là Thomas được đưa vào mê cung cùng với nhiều người đồng trang lứa khác để tham gia vào một thí nghiệm, và đó cũng chính là nơi cái tên của series này đã được sinh ra, Maze Runner, người chạy mê cung. Phần 1 đã có được sự thành công rất lớn ở phòng vé, và tớ đánh giá nó là một phim tương đối phê khi ý tưởng về việc một nhóm người bị ép phải thoát ra khỏi một mê cung là một ý tưởng tuy không thực tế nhưng lại đem đến những khoảnh khắc cực kỳ giải trí, cộng với những pha hành động đẹp mắt và gay cấn. Tuy nhiên, thì sang phần 2, khi các nhân vật của chúng ta đã thoát ra được khỏi mê cung, thứ đã làm nên sự riêng biệt của series này, thì tất cả những điểm yếu đã tồn tại từ phần 1 đã dần dần bộc lộ. Và tớ xin đi sâu vào những điểm yếu đó, vì chúng chưa hề biến mất ở phần 3 này đâu. Thứ nhất, về khoản nhân vật, thì thực sự là rất khó cho khán giả có thể kết nối với những nhân vật này, vì khoản này được làm không tốt. Ngay từ phần đầu tiên, trọng tâm của phim đã được đặt vào nhân vật chính là Thomas, được vào vai bởi Dylan O'Brien quá nhiều. Tớ cảm tưởng như phim là một trò chơi nhập vai, với Thomas là nhân vật chúng ta điều khiển, do mọi hành động, mọi lời nói, mọi quyết định quan trọng đều là từ Thomas. Nói chung, Thomas quá hoàn hảo. Những nhân vật khác, tôi luôn có cảm giác như không phải là những người thật, mà như là NPC, non-player character, hay tiếng Việt là nhân vật không phải do người chơi điều khiển. Trong phần 1, những nhân vật của chúng ta đã ở trong mê cung 3 năm mà chưa tìm được manh mối gì về lối thoát từ mê cung, và Thomas làm được điều đó chỉ ngay trong ngày thứ 3. Tại sao không cho hẳn là 3 tháng đi, để Thomas không chỉ có sự kết nối bền chặt hơn với những người khác, mà cho việc anh giải mã được mê cung có thêm sức thuyết phục. Ngoài ra, phim có một nhân vật phản diện khuôn mẫu nhất từng thấy, ghét cay ghét đắng Thomas với không một lý do chính đáng. Ngay cả một cảnh rất nhỏ, như là mọi người ngóng chờ Minho và Albi trở về, có nhất thiết là phải cho Thomas là người nhìn thấy họ không nhở? Đây chỉ là một ví dụ nhỏ thôi nhá. Và cả series là rất nhiều khoảnh khắc như thế, làm tớ nhiều khi cảm thấy rất phẫn nộ. Đến trong phần 3 này, khi cả đoàn đang lái xe và chiếc xe bị lật, thì vẫn phải là ông Thomas chui ra đầu tiên để cứu mọi người cơ. Có cần phải như thế không nhở? Sự mất kết nối với các nhân vật không chỉ là vì sự tập trung cho Thomas, mà còn vì Maze Runner là một series bị chi phối mạnh bởi cốt truyện, chứ không phải các nhân vật. Tớ chưa đọc tiểu thuyết nên chưa biết, nhưng tớ cảm thấy là khi kịch bản được tạo ra, thì có vẻ như những tình tiết được viết ra trước, là cái gì xảy ra nối tiếp cái gì, rồi sau đó họ mới nghĩ là các nhân vật phải làm gì để đi được đến tình tiết đó. Cho nên, những hành động, lời nói của hầu hết các nhân vật đều không giống của một người bình thường. Hầu hết phim sẽ là bước 1, Thomas muốn làm một thứ gì đó. Bước 2, người kia phản đối, cho rằng điều đó là không khả thi. Bước 3, Thomas đưa ra một bài phát biểu đầy quyết tâm. Và cuối cùng là bước 4, mọi người bị thuyết phục và đồng ý làm theo Thomas. Thỉnh thoảng thì là ngược lại và Thomas mới là người bị thuyết phục. Một vài lần thì không sao, nhưng trong mỗi phần phim thì tình huống như thế này xảy ra rất nhiều, dẫn đến cảm giác mệt mỏi. Và cũng vì các nhân vật yếu, nên tôi không cảm thấy sự hồi hộp khi xem bất cứ phần phim nào, vì sự lo lắng cho các nhân vật là không có. Ok, may ra là có chắc của phần đầu tiên là được xây dựng khá tốt. Có những người đồng hành với Thomas như Newt, Minho và đặc biệt là Teresa, đối với tớ là những nhân vật rất thiếu cá tính và họ cực kỳ bị động. Có chuyện muốn họ đi đến đâu thì họ đi tới đó, và trong phần 3 này, điều đó chưa thay đổi. Nhân vật phản diện nữa cũng là một nhân vật chúng ta khó có thể đồng cảm, khi ngay diễn viên đã là một người với khuôn mặt có thể nói là xảo quyệt bậc nhất thế giới, và nhân vật của ông lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm muốn giết người khác. Mr. Jensen, giống như trong Game of Thrones, thì thực sự không có một chút cái tốt nào trong người, nhưng về độ thông minh, xảo quyệt và tính toán thì không bằng một góc của Littlefinger. Phần 3, The Death Cure, nối tiếp câu chuyện của phần 2, The Scorch Trials, và nhóm những người còn sống sót sẽ cố gắng để không chỉ cứu Minho, mà cả những người khác bị tổ chức Wicked bắt cóc. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta sẽ được chứng kiến Last City, thành phố cuối cùng, và một cuộc sống công nghệ cao, đời sống thấp bên trong nó. Về hình ảnh thì tớ phải thừa nhận rằng The Death Cure đã làm rất tốt, nhất là những cảnh bên trong thành phố công nghệ cao này. Những pha hành động cũng hay hơn bất cứ phần nào trước đây, với nhiều cảnh làm tớ liên tưởng tới series Fast and Furious và cả Mad Max. Như thường lệ, Dylan O'Brien vẫn xuất sắc trong vai trò Thomas. Tớ cũng phải cảm phục anh, vì nếu các bạn chưa biết, anh đã gặp sự cố trong khi quay phim và còn suýt mất mạng, nhưng vẫn nhanh chóng trở lại được kịp thời để hoàn thành bộ phim. Newt,
người bị lép vế trong những phần trước, thì trong phần này cũng được cho thêm rất nhiều đất diễn. Và tình bạn của Newt và Thomas là thứ mà trong phần này được khai thác rất tốt và có thể nói là thứ duy nhất làm tôi quan tâm đến phần 3 này. Câu chuyện của phần 3 cũng có phần lan man giống phần 2 và nó còn dài gần 2 tiếng rưỡi cơ. Nhưng trong phần này, các nhân vật không dành phần lớn thời gian ở sa mạc nữa mà họ liên tục phải chiến đấu với Wicked, nên ít nhất thì các bạn cũng sẽ được sướng tai, đã mắt hơn rất nhiều. Tuy là thôi đã nói đến đây rồi thì nói nốt nhá. Những cảnh hành động nhiều lúc điêu đến mức khó chịu khi những người lính của Wicked, những người đã được huấn luyện bài bản thì bắn không bao giờ trúng một phát nào. Còn Thomas thì như trước đây còn chưa cầm súng bao giờ thì như là có aimbot, bắn phát nào headshot phát đấy. Hey. Không hề thiếu những khuyết điểm của những phần trước, nhưng phần 3 vẫn có nhiều ưu điểm mà tớ đã nói. Vì vậy, tớ nghĩ rằng nếu các bạn đã xem và thích hai phần trước thì nhất định hãy đi xem nốt phần 3 này vì nó là một sự tiến bộ đáng kể so với phần 2, phần mà tớ cho là tệ nhất. Còn nếu bạn chưa xem phần nào thì hãy nghĩ thật kỹ nhé, vì phần 3 này dài 2 tiếng rưỡi và phụ thuộc khá nhiều vào những kiến thức của bạn về cả hai phần trước. Như tớ đây, đã xem tận 2 phần rồi nhưng vẫn chưa quan tâm đến các nhân vật nên đã có một trải nghiệm khá mệt mỏi. Ok, cho điểm thôi. Phần 1 vẫn là phần hay nhất và tớ sẽ cho nó điểm phê vừa. Phần 2 theo tớ là phần tệ nhất và xứng đáng nhận điểm không phê. Phần 3 thì tớ sẽ cho điểm ở giữa là không phê lắm. Các bạn có đồng ý với review của tớ không? Vì sao? Hãy để lại những cảm nghĩ này của các bạn trong phần comment nhé. Sắp tới, bọn tớ sẽ ra tiếp những video review về những phim sắp ra rạp như là The Shape of Water. Và không lâu sau khi xem nó thì bọn tớ sẽ tổng hợp một top 10 những phim được ra trong năm 2017 mà bọn tớ cho là hay nhất, rồi làm video dự đoán về những phim sẽ giành chiến thắng trong lễ trao giải Oscar sắp tới. Ngoài ra, mỗi cuối tuần thì cả team phê phim cũng rất hay chơi game như là Injustice 2, Don't Starve Together, Warcraft 3, đồng thời là nói chuyện về phim ảnh và đủ mọi thứ trên đời. Nên nếu thích chơi cùng những game này và muốn trực tiếp nói chuyện với bọn tớ thì hãy đăng ký vào kênh để không chỉ biết khi nào bọn tớ có video mới mà cả lúc bọn tớ bắt đầu stream nhé. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Hẹn gặp lại.